Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi về các vấn đề liên quan đến khối đô thị. Theo đó, ông Mãi giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố căn cứ vào lịch công tác của Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố, phối hợp với các đơn vị có liên quan bố trí lịch họp chuyên đề về phương án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Được biết, cuối năm 2020, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã thống nhất phương án thiết kế của liên danh Chodai Takashi Niwa Architect và Chodai Koshiziban Việt Nam về phương án thiết kế cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai vừa cho biết, trong giai đoạn 2016-2021, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có gần 600 trường hợp vi phạm về lấn chiếm đất công. Trong đó, địa phương để xảy ra nhiều trường hợp vi phạm nhất là huyện Vĩnh Cửu với hơn 360 trường hợp, huyện Nhơn Trạch có 85 trường hợp, huyện Tràng Bom và huyện Cẩm Mỹ có 41 trường hợp. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng lấn chiếm đất công diễn ra nhiều là do công tác quản lý đất đai của các địa phương chưa chặt chẽ, các vi phạm xảy ra trong thời gian dài chưa được xử lý triệt để. Ủy ban Kiểm tra tỉnh Bình Phước vừa xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với nhiều cá nhân, nguyên là lãnh đạo thị xã Đồng Xoài. Theo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, trong các năm 2016-2017, trong các cương vị công tác, nhiều cá nhân là lãnh đạo thị xã Đồng Xoài đã thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất làm đường giao thông không đúng quy định. Kế hoạch sử dụng đất đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy Đồng Xoài chỉ đạo, xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vi phạm nêu trên. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị sinh thái dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí và du lịch Cồn Chim. Theo đó, khu đô thị này thuộc phường Trường An, thành phố Vĩnh Long, có tổng diện tích lập quy hoạch là hơn 72 ha. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long kỳ vọng đây sẽ là một khu đô thị mới, sinh thái đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khai thác hiệu quả các thế mạnh điều kiện tự nhiên, đất đai khu vực vùng ven sông Cổ Chiên trong hệ thống du lịch của tỉnh Vĩnh Long và chuỗi du lịch sông Mekong đem lại lợi ích thiết thực về phát triển kinh tế để nâng cao đời sống của cư dân địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân vừa có kết luận về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040. Theo đó, trong tương lai, ga Nha Trang bao gồm ga hành khách và ga hàng hóa sẽ được quy hoạch trở thành không gian bảo tàng, công viên, phố đi bộ cùng những công trình phục vụ công cộng. Trong đó sẽ xây dựng ga hàng hóa mới thay thế ở xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Duy, Cục Phó Cục Thuế tỉnh Phú Yên và ông Mai Hắc Lợi, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. Theo cơ quan chức năng, trước đó ông Lợi và ông Duy đã bị khởi tố cùng 4 bị can khác về tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Được biết, các bị can đều có liên quan đến vụ bán sỉ 262 lô đất ở khu đô thị Nam Tuy Hòa, làm thất thoát ngân sách nhà nước. Cụ thể, các bị can đã hỗ trợ doanh nghiệp chúng đấu giá 262 lô đất, 5% trên tổng giá trị khu đất đưa ra đấu giá, sai quy định pháp luật. Hiện nay, chính quyền và người dân xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế rất bức xúc vì dự án nhà máy xi măng Nam Đông có tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, đã 10 năm không hoạt động. Theo Ủy ban Nhân dân xã Thượng Quảng, có khoảng 40 hộ dân được chính quyền vận động nhường đất cho dự án. Những ngày đầu, người dân vui mừng khi có một dự án lớn mở ra cơ hội việc làm cho người dân trong vùng. Thế nhưng từ năm 2009 đến nay, dự án vẫn chưa hoạt động như cam kết, khiến quỹ đất bị lãng phí trong khi người dân không có đất canh tác. Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa có kết luận trong hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam Nghệ An trong giai đoạn 2018-2020. Theo đó, trong giai đoạn này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam Nghệ An đã để xảy ra nhiều sai phạm, trong đó nhiều nội dung liên quan đến hồ sơ nghiệm thu việc thực hiện một số dự án, thanh tra đề nghị thu hồi gần 2 tỷ đồng. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam Nghệ An là doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn chủ sở hữu.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa sáp nhập 4 ban quản lý dự án của thành phố thành 2 đơn vị để đẩy mạnh giải ngân đầu tư công. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố trên cơ sở hợp nhất ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố. Thành lập Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng Thành phố trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp Thành phố và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Văn hóa Xã hội Thành phố.